Bản tin trưa ngày 6 tháng 7 Kính chào quý vị đến với bản tin trưa của Khỏe Tự nhiên. Nguyên Ngọc cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn quan tâm và ủng hộ cho chương trình. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin tại Việt Nam Tại Hà Nội, 10 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, thêm 20 người là F1 của F0 trốn viện. Bác sĩ ở Nghệ An nhiễm Covid-19 không cách ly đã gặp gỡ với nhiều người. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 15.000 người chen nhau lấy giấy xét nghiệm Covid-19 ở chợ Bình Điền. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cách ly F1 tại nhà với 8 quận huyện. Bé gái 37 ngày tuổi ở Nghệ An bị nam hóa. Tin thế giới, mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh Trung-Đức-Pháp là gì? Nhóm đặc nhiệm mới điều tra vi phạm nhân quyền ở Myanmar. Facebook, Google, Twitter dọa rút khỏi Hồng Kông. Trung Quốc điều tra an ninh mạng nhiều công ty công nghệ niêm yết ở Mỹ. Hàn Quốc đàm phán sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19. Và sau đây là thông tin chi tiết. Như thường lệ, mời quý vị đến với tin tức tại Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay ngày 6 tháng 7, Bộ Y tế ghi nhận 277 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ bệnh nhân 21036 đến 21312. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh 230 ca, Phú Yên 18 ca, Đồng Nai 11 ca, An Giang 10 ca, Hưng Yên 5 ca, Vĩnh Long 2 ca và Hà Nam 1 ca. Như vậy số ca nhiễm trong cộng đồng trong đợt dịch mới từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên tới 17.820 ca, ghi nhận ở 55 tỉnh thành. Tổng số ca nhiễm từ đầu dịch tới nay là 21.312 ca. Hà Nội có 10 ca dương tính trong cộng đồng. Vào sáng ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán, trong đó có 4 người F1 cùng một gia đình với ca F0 ở Mỹ Đức được phát hiện vào tối ngày 5 tháng 7. Lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân, truy vết được 18 F1 và 19 trường hợp liên quan. Bên cạnh đó, liên quan đến một ca dương tính tại Đông Anh được ghi nhận vào tối ngày hôm qua ngày 5 tháng 7, đã có 3 trường hợp F1 dương tính, ngành chức năng xác định 61 F1 liên quan. Ngoài ra còn có một ca dương tính là lái xe taxi chở 4 bệnh nhân COVID-19 Thanh Hóa liên quan đến chuyến bay VN286 vào ngày 3 tháng 7 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Như vậy, Hà Nội đã có tới 10 ca dương tính với virus Vũ Hán trong cộng đồng sau gần 10 ngày không phát hiện trường hợp dương tính mới. Ngoài 10 ca dương tính trong cộng đồng nói trên, thì CDC Hà Nội cũng đang truy vết thêm 20 ca F1 đã tiếp xúc với ca F0 trốn viện ở Bắc Giang. Theo điều tra, những người này tiếp xúc với các F0 trên đường bệnh nhân trốn từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình để về Hà Giang. Trong đó, gồm có 2 trường hợp tại quán nước B6 cùng với 6 người bán hàng rong và đánh giày tại bến xe Mỹ Đình. Trong số các hành khách đi chuyến xe từ Bắc Giang về Mỹ Đình cùng với các F0 này thì mới xác định được 3 trường hợp, còn 4 người chưa liên hệ được. 5 người khác đã được nhà xe khai báo và đang cách ly tại Bắc Giang. Đối với 28 trường hợp F1 trên xe khách từ Mỹ Đình đi Hà Giang cùng F0 nói trên, thì có 24 người âm tính lần 1 sau xét nghiệm COVID-19. Cũng tại Bắc Giang, rủ nhau giao lưu bóng đá, 8 người thành F0. Vào ngày 5 tháng 7, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh vừa phát hiện một trường hợp F0 tại huyện Tân Yên, sinh năm 1990, là nam công nhân làm việc tại công ty Kinsen, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Người này có kết quả dương tính với virus Vũ Hán vào ngày 4 tháng 7 sau khi xét nghiệm để đi làm trở lại. Trước đó vào ngày 26 tháng 6, KF0 này đã tham gia giao lưu bóng đá với 3 thôn là thôn Giữa, thôn Đồng Sen và thôn Lý của xã Việt Lập. Ngành chức năng đã truy vết được thêm 7 KF0 đều là người có liên quan đến trận bóng đá trên. Hiện lực lượng chức năng đã giả soát được 130 trường hợp F1, 189 F2 liên quan đến 8 ca F0 này. Các trường hợp F1 đều được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng Người Có Công Cũ ở xã Quế Nham. Tiếp theo, bác sĩ ở Nghệ An nhiễm Covid-19 không cách ly đã gặp gỡ với nhiều người. Vào ngày 5 tháng 7, CDC Nghệ An thông tin về hai trường hợp mắc Covid-19 mới ở tỉnh này đều là F1 chuyển thành F0, trong đó có một người là bác sĩ. Nam bác sĩ này 35 tuổi, làm việc tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An, ngủ tại phường Lê Lợi thành phố Vinh. Anh được cách ly tại khách sạn từ ngày 19 tháng 6 do đã tiếp xúc với một nữ bệnh nhân. Sau 3 lần xét nghiệm âm tính, anh được kết thúc cách ly vào ngày 30 tháng 6 và tự cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Tuy nhiên trong thời gian 7 ngày sau cùng, bác sĩ này đã không tuân thủ cách ly mà rời chung cư để đi siêu thị, tiếp xúc với một số người và sang căn hộ khác để xem bóng đá. Đến ngày 4 tháng 7, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Như vậy, trường hợp của bác sĩ này được coi như một ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng và việc truy vết tiếp xúc tìm F1 của anh là khá phức tạp. Hơn 15.000 người chen chân lấy giấy xét nghiệm COVID-19 ở chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 5 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện video clip quay cảnh hàng trăm người tranh nhau xin mẫu giấy đăng ký xét nghiệm nhanh với Covid-19. Cảnh quay được thực hiện tại khu B, chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Tuổi Trẻ, đại diện ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền xác nhận sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày tại khu B của chợ này. Ban tổ chức phát phiếu cho thương nhân, khách hàng điền thông tin cá nhân để làm xét nghiệm nhanh Covid-19, trong vòng 30 phút sẽ có kết quả. Theo ban quản lý, do có tới 14 đến 15 000 người muốn nhận giấy lấy mẫu xét nghiệm, dẫn đến tình trạng mất trật tự, lộn xộn và chen lấn trong video. Trước đó thì chợ này đã ra quy định, từ tối ngày 5 tháng 7, bất kỳ người nào như tiểu thương, khách hàng muốn vào chợ thì phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán. Giấy có thời hạn trong 3 ngày, sau đó sẽ xét nghiệm lại và tiếp tục áp dụng. Thưa quý vị, trong tình hình dịch bệnh căng thẳng thì có một tin vui là gần 100.000 liều vaccine Pfizer đang về Việt Nam. Vâng, trong ngày 7 tháng 7 tới thì lô vaccine Pfizer đầu tiên này sẽ về tới sân bay nội bài và sẽ được bảo quản tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đây là lô vaccine đầu tiên của Pfizer về Việt Nam trong kế hoạch cung ứng 31 triệu liều từ nay tới cuối năm 2021. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, Bộ Y tế Việt Nam đã chấp thuận vaccine Pfizer sử dụng công nghệ ARN thông tin. Hiện nay, Việt Nam đã nhận gần 5,5 triệu liều vaccine COVID-19 từ nhiều nguồn, trong đó COVAX đã hỗ trợ gần 2,5 triệu, Nhật Bản tặng 2 triệu liều, đều là vaccine AstraZeneca. Ngoài ra, Trung Quốc đã viện trợ 500.000 liều vaccine Sinopharm, Nga tặng 2.000 liều vaccine V. Tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cách ly F1 tại nhà với 8 quận huyện. Vào ngày 5 tháng 7, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền hướng dẫn thí điểm cách ly y tế tại nhà với các trường hợp F1 tại 8 địa phương thuộc nhóm có nguy cơ, gồm có quận 3, quận 6, 7, 10, 11, quận Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Thời gian thí điểm từ ngày 5 tháng 7. Dự kiến đến ngày 19 tháng 7, thành phố sẽ đánh giá kết quả của giải pháp thí điểm trên, sau đó sẽ xem xét mở rộng áp dụng cho địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao. Việc cách ly F1 tại nhà sẽ không áp dụng cho các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Việc lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly tế tại nhà phải được thực hiện ít nhất là 5 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy, thứ 14, thứ 20 và 28 kể từ khi bắt đầu cách ly. Tại Khánh Hòa tạm ngưng hoạt động giáo dục và vận tải hành khách. Vào ngày 5 tháng 7, Sở Giáo dục tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm ngừng hoạt động các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết thì phải chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Sở cũng đề nghị giới chức các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục giả soát, cung cấp cho họ danh sách các thí sinh là F1, F2 cùng các thí sinh trong khu vực bị phong tỏa. Những đối tượng này cần được thông báo kịp thời về việc chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Khánh Hòa đi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ngược lại, trừ các trường hợp đặc biệt thiết yếu, bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Tiếp theo là một trường hợp hiếm gặp ở Nghệ An, đó là bé gái 37 ngày tuổi bị nam hóa. Vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 7, VN Express đưa tin, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận một bệnh nhi 37 ngày tuổi đến điều trị với triệu chứng không tăng trưởng và biểu hiện có dương vật nhưng không có tình hoàn. Các bác sĩ Hội Trần với bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán bé mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh hay còn gọi là nam hóa. Kết quả phân tích sinh học cho thấy bệnh nhi có bộ nhiễm sắc thể là 46XX. Điều này có nghĩa là bé thực chất là bé gái nhưng bộ phận sinh dục bên ngoài lại phát triển giống như bé trai. Hiện nay, bé đang chờ được phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục ngoài thành nữ giới. Theo bác sĩ Nguyễn Chí Sĩ, trưởng khoa Nội nhi tổng hợp thì bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh là bệnh di truyền nằm trên nhiễm sắc thể thường, tỷ lệ mắc trên thế giới là từ 1 trên 10.000 đến 1 trên 15.000 trẻ sơ sinh, tỷ lệ người lành mang gen bệnh là 1 trên 50. Thể nam hóa nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, trẻ sẽ phát triển bình thường, nếu chẩn đoán muộn thì bé trai sẽ bị dậy thì sớm và bé gái sẽ bị chuyển giới hoàn toàn như bé trai. Tiếp theo mời quý vị chuyển qua phần tin thế giới. Mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh Trung Đức Pháp là gì? Reuters dẫn tin từ Đài truyền hình Trung Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình hôm ngày 5 tháng 7, nói với Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel rằng, ông hy vọng Trung Quốc và châu Âu sẽ mở rộng hợp tác để ứng phó tốt hơn với các thách thức toàn cầu. Trong cuộc họp trực tuyến ba bên, thì ông Tập cũng bày tỏ hy vọng rằng châu Âu có thể đóng một vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế, đạt được độc lập về chiến lược và mang lại một môi trường công bằng, minh bạch và không thiên vị cho các công ty Trung Quốc. Văn phòng của Thủ tướng McCain xác nhận rằng ba nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về quan hệ liên minh châu Âu-Trung Quốc. Theo phía Đức, các lĩnh vực bao gồm thương mại quốc tế, khí hậu, ứng phó với đại dịch, cung cấp vaccine, vân vân cũng nằm trong các chủ đề bàn luận của hai cường quốc châu Âu và Trung Quốc. Vào hồi tháng 5 vừa rồi, Nghị viện châu Âu đã ngừng quy trình phê chuẩn hiệp ước đầu tư mới với Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh áp lệnh trừng phạt đối với các chính trị gia EU trước đó. Cuộc thảo luận ba bên mới đây cũng là tín hiệu cho thấy có thể Pháp và Đức, vốn có quan hệ lợi ích kinh tế chặt chẽ với Bắc Kinh, sẽ tìm cách thúc đẩy việc thông qua hiệp ước đầu tư này. Chuyển qua tình hình tại Myanmar, nhóm đặc nhiệm mới điều tra vi phạm nhân quyền tại Myanmar. Một lực lượng đặc nhiệm mới đã được thành lập vào ngày 5 tháng 7 để điều tra về các hành vi vi phạm nhân quyền tại nước này hơn 5 tháng sau cuộc đảo chính quân sự hôm ngày 1 tháng 2. Dự án do chính phủ Anh tài trợ, Myanmar Witness là nhân chứng Myanmar cho biết, sẽ chia sẻ thông tin với cơ chế điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về Myanmar, cơ quan đang điều tra các tội ác quốc tế mà Myanmar bị tình nghi đã phạm phải. Sáng kiến mới được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây tìm cách gia tăng áp lực lên chính quyền quân sự Myanmar về các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Tổ chức này cũng nói thêm rằng họ đã phát hiện và xác minh bằng chứng về các cuộc trả đũa của quân đội Myanmar, pháo kích vào các khu vực dân sự, đền chùa tôn giáo và các dấu hiệu cho thấy ý định làm hại nếu không muốn nói là sát hại người biểu tình. Theo số liệu của một tổ chức dân sự, 880 người đã bị lực lượng quân đội Myanmar sát hại kể từ sau cuộc đảo chính. Nhiều nước phương Tây đã đưa ra chính sách trừng phạt nhắm vào các quan chức quân đội và nhà nước liên quan. Quản lý công ty Viễn thông bị cấm rời khỏi Myanmar. Cũng liên quan đến Myanmar, theo Reuters vào ngày 5 tháng 7 tiết lộ chính quyền quân sự nước này cấm các quản lý điều hành công ty viễn thông rời khỏi đất nước khi chưa được phép. Theo đó, cục bưu chính và viễn thông Myanmar hồi đầu tháng 6 đã ban hành một lệnh bí mật, yêu cầu quản lý cấp cao của các công ty viễn thông, kể cả người nước ngoài, phải xin được giấy phép ủy quyền đặc biệt mới được phép rời khỏi nước này. Các doanh nghiệp viễn thông cũng nhận được chỉ thị rằng đến ngày 5 tháng 7, họ phải triển khai đầy đủ công nghệ do thám cho phép nhà chức trách theo dõi các cuộc gọi, tin nhắn và việc truy cập internet của người dùng mạng. Nguồn tin cho biết thêm, lệnh cấm đi lại này nhằm gây áp lực buộc các hãng viễn thông phải hoàn tất việc kích hoạt hoạt động do thám phục vụ cho việc theo dõi người dân. Trước đó, sau khi giành được chính quyền thông qua cuộc đảo chính vào tháng 2, lực lượng quân đội Myanmar đã tuyên bố mục tiêu của họ là thông qua một dự luật an ninh mạng. Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ dọa sẽ rút khỏi Hồng Kông các tập đoàn gồm có Facebook, Google và Twitter cho biết, họ có thể sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ở Hồng Kông nếu đặc khu này thay đổi luật bảo vệ dữ liệu. Trong thư gửi giới chức thành phố, nhóm các công ty đã nêu quan ngại về luật mới vốn có thể buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm với các hành vi đăng tải trái phép thông tin trực tuyến của người dùng các nền tảng này. Luật mới nhắm vào hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của một người như họ tên thật, địa chỉ nhà riêng hay nơi làm việc trên mạng mà không được sự cho phép của người dùng. Đối tượng vi phạm luật này có thể phải chịu án phạt 1 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 129.000 đô la Mỹ và án tù lên tới 5 năm tù. Liên minh Internet châu Á, đại diện cho các nền tảng xã hội này nêu rõ trong thư rằng, cách duy nhất để tránh hậu quả pháp lý với các công ty công nghệ là từ chối đầu tư và cung cấp dịch vụ ở Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông đã đề xuất luật sửa đổi này sau khi diễn ra các cuộc biểu tình năm 2019. Vào thời điểm đó, thông tin về các cảnh sát của đặc khu tham gia vào việc đàn áp người biểu tình đã bị tiết lộ rộng rãi trên các mạng xã hội. Trung Quốc điều tra an ninh mạng nhiều công ty công nghệ niêm yết tại Mỹ theo Reuters, cơ quan giám sát không gian mạng của Trung Quốc, CIC, vào ngày 5 tháng 7 cho biết, họ đang điều tra nhà tiền dụng trực tuyến Jinpin.com và các công ty quản lý ứng dụng gọi xe tải là Huochebang và Yunmenmen. Đây đều là những công ty về công nghệ đã niêm yết tại Mỹ vào tháng trước. Chính quyền Trung Quốc dường như đang nhắm vào các công ty công nghệ nước này nhưng niêm yết tại Mỹ trong bối cảnh các quy định về bảo mật dữ liệu được thắt chặt. Thông báo này của CAC được đưa ra chỉ một ngày sau khi dỡ bỏ ứng dụng gọi xe nổi tiếng của Trung Quốc là DiDi Global. Công ty này cũng được niêm yết trên sàn giao dịch tại Mỹ vào tháng trước. CAC cho biết ba doanh nghiệp trên nên tạm dừng đăng ký người dùng mới trong quá trình xem xét và thêm rằng các cuộc điều tra nhằm ngăn chặn rủi ro an ninh dữ liệu quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Thời báo Hoàn cầu của chính quyền Trung Quốc trong một bài viết vào ngày 4 tháng 7 có đoạn: Không một gã khổng lồ internet nào được phép trở thành siêu cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của người dân Trung Quốc chứa nhiều thông tin chi tiết hơn cả quốc gia. Các công ty này không được phép sử dụng dữ liệu theo cách họ muốn. Bất chấp các căng thẳng hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều công ty Trung Quốc đã đổ xô niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ. Xong, điều này dường như đã khiến cho chính quyền Bắc Kinh lo lắng, bởi Mỹ đang chuẩn bị áp các đạo luật buộc công ty nước ngoài niêm yết ở nước này phải chịu sự kiểm toán của Mỹ. Nếu không tuân thủ, thì những công ty này sẽ bị loại khỏi sàn giao dịch. Hàn Quốc đàm phán sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19 Cũng theo Reuters đưa tin vào ngày 5 tháng 7 cho biết rằng, Hàn Quốc đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine công nghệ ARN thông tin, bao gồm Pfizer và Moderna, sẵn sàng cung ứng khoảng 1 tỷ liều ngay lập tức. Li Kang-ho, tổng giám đốc ủy ban trung tâm vaccine toàn cầu thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc cho hay, hiện chỉ có vài hãng sản xuất vaccine ARN thông tin là Pfizer, Moderna, Curevac và BioNTech. Vì vậy, lượng vaccine mà họ sản xuất bị giới hạn, không đủ đáp ứng nhu cầu thế giới. Hàn Quốc muốn hỗ trợ bằng cách cung cấp cơ sở vật chất và nhân lực tay nghề cao. Hiện chưa rõ tiến triển của các cuộc đàm phán cũng như kết quả đàm phán và thời gian thực hiện. BioNTech, Moderna, Curevac từ chối bình luận về thông tin này. Còn phát ngôn viên của Pfizer thì cho hay, công ty đang nỗ lực tăng cường chuỗi cung ứng vaccine COVID-19 toàn cầu, nhưng lại nói thêm rằng, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào trong thời điểm này. Trước đó, Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận sản xuất trong nước 3 loại vaccine COVID-19, đó là AstraZeneca, Novavax và vaccine của Nga. Quốc gia này cũng ký hợp đồng chiết xuất và đóng chai vaccine Moderna. Và những thông tin về vaccine vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều nay của Khỏe Tự nhiên. Xin chào cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký các kênh youtube như facebook của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kế tiếp.